vừa mới đẻ được 3 báo con. Vậy thì trong giai đoạn mang thai thì mình đã cho Suzy ăn những thực phẩm gì? Thì từ bé thì mình đã cho Suzy ăn Ram Food. Đây là một thực phẩm chính trong chế độ ăn của bé. Ưu điểm của Ram Food là đây là nguyên liệu tươi, chứa nhiều dinh dưỡng và không bị mất đi trong quá trình nấu nướng. Hơn nữa là các axit béo trong thịt sống thì sẽ giúp lông mèo mượt bóng mượt. Nhưng các bạn sẽ thấy là bé Suzy nhà mình sở hữu một bộ lông rất mượt và ít rụng hơn hẳn. Hơn nữa là theo như mình thấy thì khi mà cho mèo ăn thịt sống thì hệ tiêu hóa của bé cũng khá là ok. Tiếp đến đó là pate. Do nhà mình bán đồ nên là pate mình sẽ cho bé ăn theo các hãng khác nhau. Pate thì nó vẫn luôn là thành phần quan trọng trong chế độ ăn của mèo vì nó giúp bổ sung thêm chất xơ và nước. Và cuối cùng là hạt. Nhưng nhà mình thì sẽ cho bé ăn hạt khi bé đói hoặc là ăn lai dai trong ngày, chứ không phải đây là bữa chính. Vì như vậy thì theo mình thấy thì nó sẽ tốt cho thận. Đối với các khách hàng khi mua hàng thì mình cũng đều tư vấn là nên cho bé ăn kèm hạt với các loại khác để tránh gây áp lực cho thận, và cái sức khỏe của bé thì nó cũng sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì ngoài các bữa chính thì mình cũng cho Suzy ăn thêm ức gà luộc nữa. Trong giai đoạn mang thai, bên cạnh các loại thực phẩm thì mình cũng bổ sung thêm cho bé các loại dinh dưỡng cần thiết, chẳng hạn như là kem dinh dưỡng, vitamin bầu, canxi để có một sức khỏe tốt. Và kết quả là Suzy đã hạ sinh được 3 bé mèo vô cùng đáng yêu và các bé đều rất khỏe mạnh đó các bạn.